xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tối nay mình mới đi mua cá về nè các bạn. Mua mấy cái con cá màu vàng với lại là màu đỏ. Chứ các bạn cũng đoán ra nó là cái con cá gì chứ gì. Mua cá đi hồi từ 4 giờ chiều mà giấc này mới về tới nhà. Tối hộ luôn rồi nè. Bắt cá nó cũng lâu với lại là ngồi nói chuyện với ông chủ trại ăn tí. Nên là kéo cái thời gian nó cũng ra lâu lâu một xíu. Bây giờ thì để mình khui nó ra cho các bạn xem hôm nay mình mua cá gì nha. Đây là cái bọc cá mình mua nè, có hai loại, Full Gold với lại là Koi Red Ear. Nhưng mà Koi Red Ear thì có hai loại nha, để bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem hai loại nè. Một loại là Koi Red Ear thường với lại là một loại là Super Red á. Các bạn biết con Super Red không? Super Red là cái con Koi Red Ear nhưng mà nó đỏ hết người luôn á, full red luôn. Cái dòng này thì giá trị nó khá là cao á, gấp 3 gấp 4 cái con này lận nè. Bởi vậy mình lấy hai cặp để mình chơi á. Cái này thì mình chơi thôi chứ mình không có bán. Còn cái này thì mình mới bán nè. Một cặp Koi Red Ear full tay như thế này là 80.000 nha. Cái giá hiện tại thì nó cũng rất là rẻ đó các bạn. Hồi lúc trước thì mình mua full tay như thế này một cặp 400.000 chứ không có được mấy chục ngàn như thế này đâu. Mấy này nó gớt giá quá trời gớt luôn. Còn đây là hai cái bọc Full Gold. Full Gold thì mình cũng lấy về hai loại nữa. Đầu tiên cho các bạn xem một loại này trước nè. Này là mấy cái con Full Gold ribbon các bạn. Ribbon thì cái vây bơi của nó ở dưới nó sẽ dài hơn những cái con thường. Để một tí nữa thì mình sẽ lấy cái bọc thường cho các bạn xem nha. Ribbon này thì mình để lại 50 một cặp nha. Đây mình cho các bạn xem mấy cái con thường nè. Nó khác gì với mấy cái con ribbon. Các bạn nhìn kỹ coi. Mấy cái con thường này thì cái vây bơi ở dưới bụng nó đâu có dài ra đâu. Nó ngắn ngủn mà. Bởi vậy thì cái giá trị nó cũng thấp hơn. 30 thôi, còn cái kia là 50. Mà thôi, cái Full Gold này á, mình để cho mấy bạn 25.000 thôi. Chứ 30 thì mình thấy hơi mắc một tí rồi. Bây giờ thì mình sẽ ngâm mấy cái con cá này ở đây một hồi ha các bạn. Để cho nó trung hòa với cái nước nhà mình cái đã. Rồi tí mình thả nó ra sao. Ở đây thì mình có hai cái dòng 7 màu mà dòng cao nè. Tí nữa thì mình sẽ thả nó nuôi riêng chứ mình không có để nuôi chung lộn xộn được đâu nha. Nuôi chung lộn xộn là nó bị mắc giá. Bây giờ thì để mình sẽ thả nó luôn nè. Thả nó qua mấy cái tăng nhỏ nhỏ bên kia kìa. Trời ơi, nãy giờ quên mở đèn lên các bạn. Bởi vì quay clip nó cứ mờ mờ ảo ảo làm sao á. Bây giờ mở đèn lên đẹp hơn rồi nè. Đó, quay lại cho các bạn xem mấy cái con Full Gold nè. Bây giờ thì mình sẽ thả nó vô cái tăng này ha các bạn. Thả nó vô cái tăng ít nước này để cho nó làm quen với cái nhiệt độ. Làm quen với cái nguồn nước nhà mình đi. Tại cái ông chủ trại này thì ổng chơi nước máy trực tiếp á. Còn nhà mình thì sử dụng nước sông lọc qua cái ống góc cách lên. Nên là hai cái loại nước nó cũng khác nhau á. Bởi vậy cho nó làm quen tí. Mình nuôi ít nước như thế này thôi. Rồi mình sẽ chăm vô từ từ ha. Còn bên đây thì nuôi cái bọc Super Red nè. Super Red nuôi với hai cái con Koi Red Ear nhà mình. Để bây giờ thì mình sẽ bắt cái con trống ra riêng nè. Chứ để ở trong đây thì nó phá hư hết. Bỏ vô cái hồ này đi. Cái hồ này chợ bá luôn. Cho mày một mình một cõi đó. Cái hộp này thì nhiều nước quá nên là mình để đây mình ngâm một tí ha. Quay lên đây cho các bạn xem nữa là cái này là mấy cái con HB Lu các bạn. HB Lu có hai loại là HB Lu ghi bông với lại là HB Lu thường. Cái này thì mình không có mua. Có cái anh kia lại nhà mình đổi các bạn. Đổi mấy cái con HB Lu này với lại là mấy cái con Dumbo của mình á. Ổng cũng biết mình qua YouTube á nên là ổng biết mình. Bởi vậy ổng nhắn tin ổng kêu mình giao lưu các bạn. Đổi dạy con chơi. Cái này là 10 cặp á. 10 cặp HB Lu ghi bông với lại thường luôn. Có hai loại luôn. Đẹp lắm luôn á. Cặp này thì giá trị cũng cao nữa. Nhưng mà cái này là được đổi á nên là mình cũng không có bán đâu. Mình để đây. Khi nào mà nó đẻ nhiều á thì mình sẽ bán nha. Rồi để mấy cái con này ngâm ở đây một tí đi. Khi nào mình thả ra thì mình sẽ quay clip lại cho các bạn xem tiếp ha. Hồi nãy giờ mình ngâm mấy con cá này cũng đủ lâu đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thả ra ha. Thả từ bên trái trước nè. Là mấy cái con HB Lu á. Đây thả nó ra. Thả nó ra hết đi. Rồi tí nữa thì mình sẽ đánh thuốc vô ngừa bệnh cho mấy con này sau ha. Bây giờ thì cứ thả ra trước thôi. Đây là mấy cái con trống nè cho các bạn xem nè. Đó. HB Lu có cái màu xanh nước biển đã lắm luôn các bạn. Để ngày mai trời sáng mình sẽ đem nó lên hồ sơ cho các bạn xem. Xem trên hồ sơ thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Mấy cái con này có ghi bông nữa nè. Ông có bắt cho mình cái con sai cói nữa nè. Chà bá luôn á. Trời ơi trời. Đã thiệt ha. Bây giờ tới mấy cái con máy nè. Đây thả con máy ra. Thả ra thả ra. Cá máy cá máy. Quá đã luôn. Cá máy thì cũng có một con sai cói nữa các bạn. Con đó chà bá luôn. Nó bự hơn bằng cái ngón tay của mình luôn á. Ghê thiệt. Mới thả ra nên là nó là đờ vậy á. Hy vọng là tới ngày mai nó sẽ khỏe hơn á. Bây giờ thì đến mấy cái con Koi Red Ear này. Koi Red Ear này thì giá trị nó hơi cao á nên là mình không có thả ra hẳn giống như mấy cái con bên kia được rồi. Mình sẽ để nước vô từ từ ha. Nhiều đầy nước đi để cho nó làm quen nước. Một hồi mình sẽ thả nó ra sau. Ok, như thế này đi. Và bây giờ sẽ qua thả gòn. Gòn này mình thả luôn nha cho nó nhanh. Đó, mấy con gòn này thì trâu bò lắm. Có mấy cái con Koi Red Ear đó thì nó mắt đỏ nên là nó yếu, bởi vậy mình phải kỹ hơn mấy cái con kia một tí. Chứ mấy cái con mắt đen này thì thả ra khỏe mạnh, ok rồi đó. Các bạn thấy nó lội như thế này là biết rồi ha, quá khỏe. Ngày mai ban ngày thì mình sẽ đem nó lên hồ show với lại là quay clip cho các bạn xem rõ hơn, chứ bây giờ buổi tối thì nó cứ mờ mờ nhìn nó kỳ kỳ quá ha. Bây giờ thì sẽ tới thả cá dữ hơn nữa, Super Red nè. Ủa, cái lũng chỗ nào trời? Super Red cũng giống như là mấy cái con Koi Red Ear, mình cho nó làm quen nước một hồi mình mới thả ra nha. Ok, nhiều đây nước được rồi. Bây giờ tới mấy cái con Koi Red Ear này, thả ra ngoài thôi. Đây cho các bạn xem nè. Đó, quá xa đã, quá xa im ha. Mấy cái con này full tay bơi hết luôn á. Có mấy cái con mái lên lưng cao nữa, một chút xíu nữa là nó full ghét luôn rồi đó. Nhưng mà con nào thì mình cũng để 80 nha. Nếu như mà mình vớt cho mấy bạn thì mình sẽ vớt thí đại thôi, chứ mình không có lựa đâu. Mấy cái con mái thì nó full tay, còn mấy con trống thì nó đổ quét nguyên mình mẩy luôn. Thì mình bắt về nhiều cho mọi người lựa chọn mà. Hiện tại thì mới có 20 thôi. Vài hôm mà được nữa thì mình sẽ bắt số lượng nhiều hơn nữa. Bây giờ thì qua tới bên kia thả mấy cái con Super Red ra nữa nè. Cứ đảo qua đảo lại vậy hoài luôn á. Đây, thả mấy con Super Red ra. Đó, quá êm. Tự nhiên 4 con Super Red lọt đầu có một con Koi Red Ear. Nhìn nó hơi chỗ quẻ ha, nhưng mà không sao, cá mái nó không có làm xấu cái giống cá của mình được đâu. Mình mới thả mấy con cá này ra hết trơn rồi. Bây giờ thì để mình pha thuốc, mình tắm nó cái nữa ha các bạn. Đây, cái ca nước nè nè. Để bây giờ thì mình sẽ pha thuốc, nhỏ vài giọt Luca vô đây, tắm mấy con cá này ngừa bệnh cho nó, với lại là chống sốc nước nữa, giảm chết cá nữa. Rồi, như thế này ha. Bây giờ thì mình sẽ rút nước rồi nhỏ vô đây. Đó, bên đây nữa, bên đây nữa nè. Mấy con Super Red nè, mấy con Full Gold nè, nhỏ cho mấy cái con sọc ngựa miếng luôn. Rồi, còn ở đây một ca thuốc như thế này thì để mình chia ra 3 hồ lớn ha, để chia cho xong nè, rồi sáng mai quay clip lại cho các bạn xem tiếp. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại đã là qua một hôm nè các bạn. Hồi tối hôm qua mình mới thả mấy cái con cá mới mua về á. Đây là mấy cái con Koi Red Ear với lại Full Gold nè. Còn bên đây là mấy cái con HB Blue. Sáng nay thì mình sẽ pha cám cho cái bọn này ăn ha, cho nó ăn ngày đầu tiên nè. Đây là 3 cái loại cám mà mình chuẩn bị pha cho mấy con cá này ăn. Cũng như bình thường mình hay pha cám cho cá ăn thôi. Một muỗng cám trộn T10 nè, một muỗng Artemia sấy khô nè, với lại là một muỗng Super Red để cho mấy cái con màu đỏ nó lên màu đỏ hơn, thêm một muỗng T10 nữa để cho nó nhiều cám một tí. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn lên, nhỏ nước vô đây rồi pha cho mấy con cá nó ăn thôi. Hôm nay mình chơi mình cho cá ăn cái này nữa nè. Cái này là bát cộng, xịt vô một tí để hỗ trợ cá tiêu hóa tốt hơn á. Cái này là vi sinh men tiêu hóa gì á, mình thấy cái mùi nó thú quá à, thú như là vi sinh trong nước vậy đó. Nhưng mà cái này thì nó làm cá của mình tiêu hóa nhanh hơn. Bây giờ thì mình sẽ nhỏ vô đây cho cá ăn thôi ha. Đây, ok, nhiều đó được rồi. Cho ăn nhiều quá cái nước nó dơ nữa mất công. Rồi, bây giờ tới mấy cái con Koi Red Ear nè. Mấy cái con này thì mình cho ăn trước đi ha. Rồi một tí nữa thì mình sẽ bỏ nó lên hồ show cho các bạn xem sao. Chứ bây giờ nó cũng đang đói á, đem lên hồ show cho các bạn xem thì nó cũng không có được sung. Cho các bạn xem nè, tay con nào con nấy nó đỏ chét, đỏ ché luôn á. Bây giờ thì tới mấy cái cha nội Full Gold này ăn nè. Full Gold ăn, Full Gold ăn. Sáng ra mình cho cá ăn xong một cái rồi cái mình bắt nó ra mấy cái hồ 7 lít như thế này nè các bạn. Hôm nay mình giao mấy con á thì mình sẽ bắt ra mấy con. Cái này là mình học hỏi từ cái ông chủ trại á. Hôm qua mình đi mua cá ở trại á thì ông chủ trại cũng có chia sẻ cho mình một ít kinh nghiệm các bạn. Ông kêu mình nếu như mà cái bữa đó mày ship cá thì mày lấy buổi sáng mày thức dậy sớm mà cho nó ăn. Cho nó ăn xong rồi á, cho nó ăn ít thôi. Xong rồi cái mày bắt mấy cái con mà mày chuẩn bị giao á, ra nước mới. Bắt nó ra cái nước mới là tự động nó đẻ à. Tự động nó ẻ, để ở đó cỡ 2-3 tiếng cho nó ẻ hết phân đi. Rồi cái mày vô bọc mày đóng là nó khỏe gà. Chứ không gà mình ship cho mấy bạn thì bị mắc khá là nhiều á, cũng tiếc mà mình cũng đền hết trơn à. Mà có mấy bạn mình đền, mấy bạn không chịu lấy á, mình thấy hơi cũng hơi kỳ, nên là mình kiếm cách để mình ship cho nó không chết, ít hao hụt nhất có thể. Mấy cái con cá này thì mình để ở đây ha, chiều chiều thì mình sẽ vô bọc rồi gửi đi. À, hôm nay có thằng quỷ youtuber nào nó mua cá của mình nữa các bạn, thằng Thịnh Đạt gì á, mình thấy vậy thôi mình gửi cho nó luôn, cho nó 2 cặp sọc ngựa, 1 cặp gold với lại là 1 cặp Dumbo. Thì hồi lúc mới làm YouTube mình cũng vậy thôi, mình đi mua đồ, mua bét, mua thú cưng, mua cá, mình nói mình làm YouTube thì người ta gửi cho mình làm clip, với lại là giới thiệu cho người ta bán được hàng. Chứ mấy bạn cứ phân bì với mình là tại sao mà anh nuôi như cái quần vậy đó, mà người ta cứ gửi cá, gửi thú cưng cho anh nuôi hoài vậy, thì mình cũng không biết làm sao nữa. Quên, bỏ qua vụ đó đi. Bây giờ thì mình sẽ bắt mấy cái con cá này lên hồ sơ cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì để bắt mấy cái con full gold lên hồ sơ trước nè. Mấy cái con guppy mà gold thường này thì chắc các bạn cũng biết quá rõ rồi chứ gì, không có cần xem trên hồ sơ quá đâu ha. Mình sẽ cho các bạn xem trên hồ sơ mấy cái con gold ghi bông. Đây, mấy cái con gold ghi bông của mình nè. Đó. Đây là mấy cái con cá full gold ghi bông của mình nè các bạn. Như mình nói ở clip nãy giờ thì mấy cái con full gold ghi bông này, con cá mái nó sẽ có cái vây ở dưới bụng dài hơn những cái con cá bình thường. Và cái con cá trống thì cũng vậy, nhưng mà ở cái lò ghi bông này á, thì những cái con cá trống mà nó có ghi bông á, thì nó sẽ cái khả năng sinh sản của nó sẽ bị giảm nha. Nên là mọi người lấy cá full gold ghi bông của mình á, thì mình sẽ để 1 con cá mái ghi bông với lại là 1 con cá trống gen. Nhưng mà mọi người muốn lấy trống ghi bông á, thì cứ nói mình 1 tiếng là bắt 1 cặp 1 trống ghi bông với lại 1 mái ghi bông thì mình sẽ để trống ghi bông cho nha. Chứ bình thường thì mình sẽ để trống gen á. Theo cái hướng suy nghĩ của mình là cái ghi bông của con cá trống giống như là cái bộ phận sinh dục của nó vậy đó, nó bị dài quá, cái nó giao phối với cái con mái không có được đạt á, nên là cái khả năng sinh sản của nó cũng không có luôn. Mình lên trại thì ông chủ trại cũng nói với mình vậy á, người ta chơi chuyên nghiệp thì người ta nói cũng có khả năng sinh sản nhưng mà nó ít lắm. Giống như là 1 con cá mái mình thả vô chừng 5-6 con cá trống ghi bông thì nó mới có khả năng sinh sản, nhưng mà nó đẻ cũng ít xẹo à. Bởi vậy mái ghi bông thì lấy trống gen đạp là tốt nhất. Còn mấy cái con trống ghi bông thì để chân đi, để nuôi cho nó đẹp thôi, chứ cái khả năng sinh sản là không có rồi. Bây giờ thì để mình thả nó vô hồ nuôi lại ha. Tới mấy cái con Koi Red Ear này. Thôi mà mấy con Koi Red Ear này thì nó cũng giống như là Super Red của mình thôi, nhưng mà Super Red của mình thì nó đẹp hơn. Để mình show mấy cái con Super Red cho các bạn xem. Đây là mấy cái con cá Super Red của mình đây. Mấy con này thì nó cũng không có được super cho lắm nữa, nó hơi chỉ lên là full lưng thôi. Ở dưới bụng mình thấy nó cũng còn trắng trắng nè, nhưng mà cái giá trị của nó cũng khá là cao á. Mình để mấy cái con này mình nuôi nên là mình cũng không có tiết lộ cái giá tiền, cái giá trị của mấy con này đâu. Mình cho mọi người đoán á, đoán coi mấy cái con này giá trị khoảng bao nhiêu. 2 cặp Super Red này chắc bằng 2 ngày lương của mình á, hơi bị tốn à, nhưng mà mình chơi mình hy sinh luôn, đầu tư lớn luôn. Hồi lúc thì mình mơi gùa với lại bò sát, ếch đồ á, còn từ cái lúc mà bị mấy con quỷ ăn trộm nó bắt hết trơn rồi, cái mình nuôi cá lại sau giờ cái thấy mơi cá lại luôn rồi. Nhưng mà thôi, mơi động vật là nhiều bạn thích nhất nên là cái loại nào mình cũng mê hết, không có riêng gì cá đâu. Cuối cùng thì để mình bắt mấy cái con HB Blue cho các bạn xem nè. Bắt 2 cái con gấu mại vĩ đại đi. Trời ơi trời, con cá nó bự ông nậu ơi. Con cá 7 màu mà nó bự còn hơn cá lồng tông nữa. Này thả vô đây. Ủa chưa có nước. Trời ơi trời, xém chết con cá luôn rồi. Đây là mấy cái con HB Blue của mình nè các bạn. Nó có cái màu ánh xanh xanh đã ha. Có cái con mái này thì như nó già quá, nó đẻ nhiều lần quá cái nó bị gãy lưng luôn rồi. Cái con mái bự đó thì nó phin xê luôn á các bạn. Các bạn có thể thấy nè. Phải không ta? Lâu quá mình mới chơi guppy lại nên là mình cũng quên này. Còn cái con trống thì nó cũng già, cái đuôi nó bự quá trời bự, cái nó bơi không nổi luôn nè. Nó cà lết không bơi có nổi đâu. Nghe nói là mấy cái con HB Lu này thì giá trị nó cũng cao lắm đúng không? 1 cặp tới mấy chục ngàn lận. Nhưng mà mình cũng không biết nữa, cũng không gành, tại mình chưa có tìm hiểu á. Cái này thì ông anh ổng cho mình thôi, để chừng nữa mà nếu mà nó đẻ ra cá con nhiều á thì mình tìm hiểu giá cả thị trường ra sao rồi mình sẽ chia lại cho các bạn nha. Quay có mấy con cá 7 màu mà clip cũng dài dữ rồi trời, dài dữ lắm rồi đó. Mình định quay thêm mấy cái con cá beta rồi gùa với lại nòng nọc đồ các thứ cho các bạn xem thêm, nhưng mà thôi clip dài quá rồi, chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip tại đây ha các bạn. Dừng clip tại đây đi, hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai nha. Chừng nữa để mình sắp xếp công việc lại rồi mình sẽ ra clip nhiều cho các bạn xem, chứ không gài bẵng quá ra clip cũng ít xẹo à. Xin lỗi mọi người cũng thông cảm giúp mình nha. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên cho mình xin 1 like, 1 đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha.